Kính chào quý vị, xin mời quý vị đón xem những thông tin nhanh nhất về giá vàng trong nước và trên thế giới ngày mùng 4 tháng 1 năm 2024 được cập nhật hàng ngày trên báo Công Thương. Hôm nay, ngược chiều với diễn biến trên thị trường vàng thế giới, giá vàng trong nước tiếp đà tăng mạnh chạm mốc 76 triệu đồng một lượng. Sáng nay giá vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu đang thu mua với giá 72,6 triệu đồng một lượng và bán ra ở mức 75 triệu đồng một lượng, tăng 1,5 triệu đồng ở chiều mua và 500.000 đồng ở chiều bán ra so với dạng sáng qua. Tương tự giá vàng SGC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng niêm yết ở mức 72,5 triệu đồng một lượng mua vào và 75,52 triệu đồng một lượng bán ra. Trong khi đó, vàng miếng thương hiệu PNG đang điều chỉnh tăng 500.000 đồng ở cả hai chiều với 73 triệu đồng một lượng một chiều mua vào và 76 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng thế giới tiếp đà giảm với vàng giao ngay giảm 17,4 đô la Mỹ xuống 2041,3 đô la Mỹ một ounce, vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2049,5 đô la Mỹ một ounce giảm 23,7 đô la Mỹ so với dạng sáng qua. Giá vàng thế giới giảm với mức giảm hàng ngày lớn nhất trong 3 tuần khi biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của cục dự trữ liên bang Mỹ, FED được công bố cho thấy sự không chắc chắn về thời điểm cắt giảm lãi suất.